cũng cho đấy nghe đây, mình có món sườn kho sẻ nha mọi người. À, là bây giờ bắt đầu mình trộn sơ qua nước sâu sườn, bắt đầu mình đi ướp gia vị. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sườn ra, bắt đầu mình ướp nha cả nhà. Hôm nay mình làm sườn kho sẻ nha mọi người, làm cho nhà ăn nên mình kho theo cách của mình. Rất đơn giản. Bây giờ mình cho xíu cái mè, cho mè nó đẹp lên đó. Nhưng mà được thường bỏ tương vô cho mè đẹp, còn thường mình thấy mọi người là thường sáng chút đường có ra mè rồi bỏ nha. Thì mẫu các kho ở mẫu nhà nó khác nhau. Đây bây giờ mình nói nó cho nó keo lại rồi mình mới bỏ. Để mình trộn đều lên. Bây giờ là thịt đã kêu và chín rồi nha cả nhà. Nhìn rất là ngon luôn. Mọi người qua cho mình 1 đăng ký và 1 like nha cả nhà. Bye bye.